Hello các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh kiếm tiền online của mình. Sau mỗi video mà mình review, nếu các bạn thấy hay, hãy nhấn nút đăng ký kênh và chia sẻ cho mọi người để ủng hộ mình nha. Rồi, thì trước khi giới thiệu cho các bạn một trang web kiếm tiền mới á, thì mình cập nhật cái tình hình rút tiền một số trang web trước đó mình có làm video giới thiệu cho các bạn ha. Thì đầu tiên các bạn nhớ tham gia group Telegram của mình để cập nhật cái tình hình rút tiền mới nhất cũng như là các thắc mắc mà các bạn của các bạn đó, mình sẽ ra giải đáp trên đây. Nếu mà mình offline á, thì những bạn bè trong đây á, họ sẽ giải thích cho các bạn ha. Rồi, một cái nữa là những cái trang web mà những cái thành viên tham gia ở đây á, khi mà họ tham chiến á, thì có nhiều trang web mình không có giới thiệu. Có thể là họ sẽ giới thiệu cho các bạn để tham chiến kiếm được nhiều tiền hơn ha. Vì một cộng đồng MMO phát triển thì các bạn nhớ tham gia group Telegram của mình để cập nhật cái tình hình rút tiền mới nhất cũng như là chia sẻ kiến thức để các bạn nắm vững để các bạn kiếm nhiều tiền hơn các bạn. Rồi thì bây giờ mình sẽ quay lại cập nhật cái tình hình rút tiền các trang web mình đã giới thiệu cho các bạn trước đó ha. Đầu tiên mình muốn cập nhật cái tình hình rút tiền cho các bạn đó là trang web Clira the Capital. Thì hôm nay mình có đặt lệnh rút tiền các bạn, mã lịch sử cho các bạn xem. Đây là các bạn, ngày 25 tháng 10 nè, mình có đặt lệnh rút là 0,6 đô thì tiền nó trả về quý cho mình nè ha các bạn. Rồi thì mở lịch sử rút tiền cho các bạn xem. Thì đây 0,6 đô đây, Rida the Capital nó trả cho mình. Giờ ngày 25 tháng 10 nha các bạn. Rồi thì đó là trang web thứ nhất, mình muốn cập nhật cái tình hình rút tiền cho các bạn. Tiếp theo là trang web thứ hai. Đó là trang web GDEX. Thì trang web này hôm nay mình có đặt cái lệnh rút tiền về luôn các bạn. Để mở lịch sử cho các bạn xem. Đây, mình có rút về là 1,12 đô các bạn. Đó, nó đã báo là trả cho mình nè, vào ngày 25 tháng 10 nha các bạn. Rồi, đến mở cái lịch sử cho các bạn xem. Thì đây, nó trả cho mình là 1,1 đô, tức là nó trừ phí của mình là 0,02 USD đó các bạn. Đó, nó trả cho mình vào ngày 25 tháng 10 và cái ID trả cho mình các bạn. Đó, là 919, để mình mở thử coi có cái ID trả không. Ở đây thì không thấy cái ID để trả các bạn. Một điểm trừ ở trong web này á, là mình thấy khi mà nó cập nhật cái tình hình rút tiền á, thì nó không có để cái thằng trang web của nó ở đây, mà nó cứ để cái mã số rút tiền thôi. Mà ở đây thì nó cứ không thể hiện cái mã số nữa ha các bạn. Rồi thì đó là trang web thứ hai mình muốn cập nhật cái tình hình rút tiền cho các bạn. Ở hai trang web đầu á, là hai trang web đầu tư hết các bạn. Hai trang web này mình sẽ cập nhật thường xuyên cho các bạn biết để có tình hình rút tiền của nó ha các bạn. Đủ mình rút là mình sẽ rút về nha, về ngay, sau đó mình sẽ cập nhật cái tình hình rút tiền để các bạn nắm ha. Thì đầu tiên là nếu mà mình không làm video là mình sẽ cập nhật rút tiền lên Telegram của mình ha các bạn. Rồi, ok. Tiếp theo, mình muốn cập nhật cái tình hình rút tiền của trang web thứ ba, đó là trang web Acronic. Thì trang web này hôm nay mình có đặt lệnh rút tiền về ha các bạn. Đây, ở trang web này á, các bạn có thể rút cả USD và rút đồng rúp ha các bạn. Thì ở đây mình rút về đồng rúp ha. Nếu mà bạn rút đồng rúp thì các bạn nhập số coin ở đây. Sau đó các bạn nhấn withdraw thì nó sẽ trả tiền cho các bạn ha. Thì hôm nay mình có đặt lệnh rút về là 3 rúp. Đó, vào ngày 25 tháng 10 nè các bạn. Nó đã trả cho mình nè ha. Rồi ok, để mở lịch sử cho các bạn xem. Đây, 3 rúp nè các bạn. Acronic nó trả cho mình nè. Vào ngày 25 tháng 10 nè ha. Rồi thì đó là trang web thứ ba mình muốn cập nhật tình hình rút tiền cho bạn. Tiếp theo là trang web thứ tư, đó là trang web Input. Thì trang web này hôm nay mình có đặt cái lệnh rút ở trang web này luôn. Ở trang web này chúng ta có thể rút được đồng rút và đồng USD luôn các bạn. Nếu bạn rút đồng rút thì các bạn tích vào đây, nếu bạn chọn USD thì các bạn tích vào đây. Sau đó các bạn nhắn số coin của bạn vào đây thì nó các bạn nhấn draw thì nó sẽ trả tiền ha. Rồi ở đây mình có rút về là 3 rút ha các bạn. Đó, vào ngày 25 tháng 10 nè ha các bạn. 25 tháng 10 nè. Đó, rồi thì mình sẽ mở cái lịch sử cho các bạn xem. Đây, mình có rút về là 3 rúp nè. Input nó trả cho mình nè ha các bạn. Vào ngày 25 tháng 10 nè. Rồi, thì đó là trang web thứ tư mình muốn cập nhật cái tình hình rút tiền cho các bạn. Tiếp theo là trang web thứ năm. Đó là trang web Wesibut. Thì trang web này hôm nay mình cũng có đặt lệnh rút tiền ha các bạn. Thì ở đây nó rút được cả đồng rúp và USD. Thì các bạn muốn rút USD thì bạn tích vào đây, bạn muốn rút đồng rúp thì tích vào đây ha các bạn. Rồi sau đó các bạn nhập số coin vào đây. Rồi ok, sau đó các bạn nhấn withdraw là nó sẽ trả tiền cho các bạn ha. Rồi thì ở đây hôm nay mình có đặt lệnh rút là 2,9 rúp nè các bạn.
Đó, vào ngày 25 tháng 10 nha các bạn. Nó đã trả cho mình rồi ha. Rồi mình mở lịch sử cho các bạn xem. Đây, mình đặt là hai, đặt lệnh rút là 2,9 rút đây các bạn. Nó trả cho mình vào ngày 25 tháng 10 là trang web trả là Wesimut nè. Rồi, thì đó là trang web thứ 5 mà muốn cập nhật tình hình rút tiền cho bạn. Tiếp theo là trang web thứ 6, đó là trang web Mesura. Thì trang web này là đào Dogecoin miễn phí các bạn. Thì trang web này hiện nay nó đã khá đáng tiếc là nó scam rồi các bạn. Rồi, thì để mình mở cho bạn xem nó scam như thế nào. Khi mà các bạn nhập cái địa chỉ web của nó vào đây á, thì các bạn nhấn enter. Đó. Thì lập tức nó sẽ nhảy qua trang Google các bạn, cho nên là nó đã scam ha. Rất rõ ràng ha, trang web Mesura nó đã scam rồi, thì các bạn nào đang tham chiến á, thì cũng nắm rõ cái phần này ha. Rồi ok, tiếp theo trang web scam thứ hai đó là trang web CLD Mai ha các bạn, trang web đào USD và các loại đồng coin ha. Thì á, mình có đặt lệnh rút vào ngày 18 tháng 10 nè các bạn. Bữa nay là ngày 25 tháng 10 rồi, nó vẫn để là pending, cho nên đã hơn một tuần rễ nó vẫn chưa trả tiền cho mình, trong khi quy định chung của nó chỉ là 36 tiếng nữa ha các bạn, là tầm khoảng 3 ngày đó, khoảng 2 ngày rưỡi 3 ngày đó thì nó sẽ trả tiền cho mình, tuy nhiên là tiền không có về luôn ha. Thì trang web này scam luôn ha các bạn. Rồi thì mình vừa cập nhật tình hình rút tiền của hai trang web đầu tư và ba trang web kiếm USD và rút. Thì hiện nay năm trang web này chiến rất là ok, trong đó có hai trang web scam, đó là trang web Mesura đào Dogecoin và trang web đào USD CLD Mai các bạn. Rồi bạn nào đã và đang đầu tư cũng như là có ý định đầu tư vào trang web CLD Mai thì ngưng ngay các bạn. Rồi thì mình vừa cập nhật cái tình hình rút tiền cho các bạn xong các bạn. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn năm trang web đào Dogecoin, xin lỗi các bạn, là năm trang web claim Dogecoin hoàn toàn miễn phí, và mỗi lần các bạn claim thì tiền sẽ về thẳng ví của bạn ngay lập tức ha. Ở đây nó chỉ hỗ trợ địa chỉ ví là FastPay ha các bạn, cho nên các bạn hãy đăng ký cái địa chỉ ví này để mà chúng ta tham chiến ở những trang web này ha. Rồi bạn nào có thì cứ vào năm trang web nào để tham chiến thôi. Thì đường link của năm trang web này mình để phía dưới video ha các bạn. Rồi ok, thì trang web đầu tiên mình muốn giới thiệu cho các bạn đó là trang web Autodoc. Rồi thì cách thức tham gia như thế nào, thì bây giờ các bạn chọn vào cái chỗ mà Choose Your Micro Wallet này các bạn chọn. Nó có hai loại ví, thứ nhất là ví FastPay, thứ hai là OneCrypt. Mình khuyên các bạn là nên chơi ví mình nên tham gia địa chỉ ví là FastPay các bạn. Rồi ok, thì sau khi các bạn bấm vào FastPay đây thì sẽ hiện cái địa chỉ ví, thì các bạn vào FastPay. Rồi các bạn vào FastPay. Rồi sau đó các bạn vào deposit. Ok, các bạn chọn địa chỉ ví là Dogecoin. Các bạn bấm vào đây nó sẽ có chữ copy. Sau đó các bạn dán vào đây. Rồi ok. Thì ở đây á, mỗi một lần claim á, các bạn sẽ nhận được là 200.000 Satoshi ha các bạn. Đối với Doge ha. Thì cứ mỗi 2 phút thì các bạn claim một lần. Đó, sau khi chọn xong, ở đây nó chỉ có một mục ha các bạn. Sau khi xong á, thì các bạn nhấn xác nhận con là con người. Ok. Sau đó các bạn giải hack captcha của nó ha. Rồi ok, sau khi xong các bạn nhấn start claiming nè. Rồi các bạn đợi chút xíu ha. Rồi ok, lúc nãy mình đã giải sai hack captcha của nó các bạn. Đó, sau khi mình giải đúng á, thì nó hiện ra cái trang web mới á, là trang web này chúng ta giải cái quảng cáo ngắn của nó ha, là tức là cái short link ngắn của nó. Rồi thì đây mình tiếp tục giải thôi.
nãy mình nhập cái captcha của nó, cái hát captcha của nó không đúng cho nên nó bị lỗi các bạn. Sau khi mình quay trở lại trang chủ mà nhập hát captcha của nó đúng á thì nó hiện ra cái liên quảng cáo ngắn, thì các bạn cứ giải liên quảng cáo ngắn xong là ok thôi. Rồi các bạn đợi 5 giây ha. Rồi, ok. Rồi nhấn kiếp liền. Rồi các bạn đợi khoảng 10 giây nữa ha. Khi các bạn tham chiến claim miễn phí á, thì nó trả cho chúng ta một số đón nhất định. Thì khi tham gia miễn phí á, thì nó sẽ nhảy rất là nhiều quảng cáo ha. Nếu mà cho nên các bạn phải chịu khó ha các bạn. Tham gia miễn phí thì mình nên chịu khó mới có tiền được. Rồi ok. Nó báo là đã trả cho mình là 200.000 Satoshi vậy ha các bạn. Nè, đó với đồng đót ha. Rồi, thì chạy hết cái dòng số dây ở đây thì chúng ta sẽ quay lại claim một lần nữa ha các bạn. Khi mà hồi nãy mình vào thì mình thấy không thấy cái số lần quy định claim của nó mỗi ngày ha các bạn. Rồi ok. Thì đây là để là mình đã claim được một lần rồi ha. Rồi thì để mình kiểm tra địa chỉ ví cho các bạn xem ha. Xem có nó có trả tiền uy tín không các bạn. Rồi đây các bạn, Auto Coset này các bạn, nó trả cho mình là 200.000 đó, 200.000 Satoshi đối với đồng Dot này các bạn. Và ngày 25 tháng 10 này ha. Rồi thì đó là trong web thứ nhất, mình muốn cập nhật cái tình hình rút tiền cho các bạn. Cái đường link referral của bạn á, đường link giới thiệu của bạn nằm đây ha. Các bạn dùng đường link này. Ở đây mình không có quét được ha các bạn. Các bạn dùng đường link này giới thiệu cho bạn bè của bạn tham chiến á, thì bạn sẽ nhận được ngay 30% tổng số tiền họ kiếm được ha. Rồi. Mình sẽ qua cái trang web thứ hai ha các bạn. Đó, trang web thứ hai mình muốn giới thiệu cho bạn đó là trang web CRK Game Faucet. Rồi thì ở đây hiện nay các bạn để ý cái ba lăng của nó nè, tức là cái số tổng nó trả hiện nay nó còn 13 đót nè, cho nên mình vẫn tham chiến bình thường ha các bạn. Nếu ở đây nó về không á thì các bạn hãy đợi ngày mới ha, nó sẽ cập nhật, nó sẽ nạp tiền vào đây để các bạn tham chiến tiếp ha. Ở đây á thì cái số tiền chúng ta claim á thì cứ mỗi 5 phút chúng ta claim một lần và không có giới hạn số lần claim ha các bạn. Và nó sẽ trả ngẫu nhiên cho các bạn từ 0,07 cho đến là 0,1 đót ha các bạn. Đó. Rồi ok. Thì cách thức tham chiến như thế nào? Thì các bạn bấm vào cái chỗ là xác minh mình là con người nè, các bạn bấm vào đây. Ok, mà đợi chút xíu. Rồi sau khi các bạn bấm vào xác minh tôi là con người á, thì nó sẽ nhảy ra cái short link ngắn các bạn. Nó nhảy qua cái đường link ngắn. Các bạn giải short link này không xong nó trở về trang chủ. Thì chúng ta sẽ thực hiện các bước tiếp theo các bạn. Bạn bấm continue nè. Rồi. Các bạn đợi chút xíu ha. Rồi các bạn đợi 6 giây. Những bạn nào mà đã theo dõi video của mình nhiều á, thì những short link này là các bạn giải rất là nhiều ha. Nghĩ là khá là đơn giản đó với các bạn. Rồi sau khi xác nhận xong thì nó báo là thank you nè các bạn. Rồi các bạn nhập địa chỉ ví của bạn vào. Thì mình trở vào ví sau sách bay của mình. Sau đó mình vào deposit. Rồi ok. Sau đó mình nhấn vào cái chỗ ví đó coi của mình nè. Nhấn vào đây. Nó hiện cự copy. Sau đó các bạn dán địa chỉ ví của bạn vào đây. Đó, sau đó các bạn giải cái captcha của nó. Nếu cái captcha này các bạn không, ví dụ nó dài quá không thấy đường thì các bạn nhấn bỏ qua, các bạn chuyển qua captcha khác. Đó, ví dụ này mình dễ thấy hơn nè. Ok, sau khi xong thì các bạn giải dãy số theo thứ tự của nó ha. Ví dụ ZOO nè là 200 nè. ZOZ 505 500. Ok, các bạn đợi 10 giây ha. Ở đây là lịch sử những người tham chiến nè các bạn. À. Rồi ok, sau đó các bạn nhấn Create Reward. Rồi. Thì nó báo đã trả cho mình là 0,6 0,06 đó nè các bạn, về ví Faucet Pay của mình ha. Để anh kiểm tra địa chỉ ví cho các bạn xem. Rồi ok, CRK Game Faucet nè các bạn, nó trả cho mình là 0,06 đó nè. Vào ngày 25 tháng 10 nè ha. Rồi ok. Thì cái đường link đi referral của bạn nằm đây, đường link giới thiệu của bạn nằm đây. Bạn dùng đường link này mời bạn bè của bạn thì bạn sẽ được là 2% trên tổng số tiền họ kiếm được ha. Rồi thì đó là trang web thứ hai mình muốn giới thiệu cho các bạn. Tiếp theo là trang web thứ ba. Mình muốn giới thiệu cho các bạn đó là trang web Similar Coin. À, thì trang web này nó kiếm đồng đót luôn các bạn. Ok, thì cách thức tham gia như thế nào? Các bạn kéo xuống dưới nè. Đó, các bạn thấy nè ha. Mỗi một lần claim các bạn được 0,27 đót và không có thời gian chờ các bạn.
và không có giới hạn số lần các bạn claim trong ngày ha. Rồi ok, cái ba lăng nó nằm ở đây nè các bạn, đây cái ba lăng của nó nè, cái số tổng nó còn nè là 900, là còn 920 đó ha các bạn. Rồi cho nên các bạn vẫn có thể chiến bình thường, các bạn nhớ để ý cái ba lăng trên đây ha. Khi ba lăng này ví dụ nó có hết á thì các bạn đợi ngày mai nó sẽ nạp vào ha. Rồi ok, ở đây mình vẫn chiến được bình thường. Rồi các bạn thực hiện y chang ở trang web thứ hai thôi, các bạn xác minh mình là con người. Bấm vào đây. Ok. Mà đợi chút xíu ha. Rồi. Ấy sao nó trả mình về trang web rồi, để mình bấm lại. À, để mình dịch tiếng Việt xem nó lỗi cái gì đây. À, do mạng chậm hả các bạn. Rồi nó nhảy qua cái đường link ngắn này ha. Các bạn bấm vào click here to continue. Xác minh tôi không phải người máy trước, sau đó bấm vào click here to continue. Để mình trả lại tiếng Anh. Rồi các bạn đợi 10 giây ha. Hồi nãy là do nó chậm hả các bạn, mạng nó chậm cho nên nó không nhảy qua được cái trang shop link ngắn. Chứ không có lỗi ha. Rồi ok, sau đó các bạn nhấn kết link. Rồi, nó đã trả mình lại trang similar coin rồi hả các bạn. Rồi nó đã xác minh thành công rồi nè các bạn. Rồi thì tiếp theo, các bạn nhập địa chỉ ví vào đây, các bạn về chỗ ví Faucet Pay của mình nè, các bạn nhập địa chỉ. Sau đó các bạn lấy địa chỉ ví từ đây, từ Dogecoin từ đây. Đó. Rồi ok, sau đó các bạn dán vào đây. Rồi sau đó xác minh cho phải người máy. Rồi sau đó các bạn nhập cái chữ theo thứ tự nó ha. Ví dụ như đây là Monkey, Cat, Tiger, Talk. Rồi. Các bạn đợi 5 giây ha. Rồi sau đó các bạn nhấn Get Reward. Ok. Rồi nó đã báo là trả 0,27 đót cho mình nè các bạn, dự bị Faucet Pay ha. Rồi thì để mình kiểm tra địa chỉ ví của mình. Rồi. Similar Club Dogecoin Faucet nè các bạn, nó trả cho mình là 0,27 đót nè ha, vào ngày 25 tháng 10 nè ha. Rồi thì đó là trang web thứ ba mình muốn cập nhật cái tình hình rút tiền cho các bạn. Ơ xin lỗi. Trang web thứ ba mình muốn giới thiệu cho các bạn ha. Rồi, link giới thiệu của bạn nằm ở đây. Đó. Bạn dùng đường link này mời bạn bè của các bạn tham gia, bạn sẽ nhận ngay là 15% trên tổng số tiền họ kiếm được các bạn. Rồi, thì đó là trang web thứ ba mình muốn cái giới thiệu cho các bạn kiếm Dogecoin ha. Tiếp theo là trang web thứ tư. Đó là trang web My Crypto Corner. Rồi ok, trang web này mỗi một lần claim các bạn sẽ nhận được là 0,34 dot, và một ngày các bạn claim được 30 lần ha các bạn, và ở đây cái số tổng nó còn là 49 dot. Rồi ok, thì ở đây á cách thức tham gia như thế nào thì các bạn bấm vào cái chỗ xác minh tôi là con người nè, y chang như trang web hai trang web trước đó nè ha các bạn. Rồi các bạn đợi tí xíu ha. Rồi nó sẽ cho chúng nó sẽ nhảy qua một cái trang mới để chúng ta dễ short link ngắn ha các bạn. Rồi ở đây nè các bạn, bạn đợi khoảng 3 giây nữa. Rồi sau đó các bạn nhấn next. Rồi các bạn đợi 5 giây nữa ha. Đây nè các bạn, đây nè. Rồi sau đó các bạn nhấn next. Rồi các bạn đợi 5 giây ha. Bạn đợi 5 giây nữa. Rồi sau đó các bạn là nhấn vào cái double click này nè, nhấn vào đây. Rồi, sau đó sẽ hiện cái dòng là click here to roll ship nè các bạn, bấm vào đây. Rồi, sau đó nó sẽ nhảy ra một cái trang mới ha, cái trang quảng cáo khác. Các bạn đợi chút xíu, cho đó các bạn xác minh tôi không phải người máy nè. Ok, sau đó các bạn nhấn click here to continue. Rồi, sau đó các bạn như ở đây đợi chắc đợi 10 giây các bạn, sau đó 10 giây xong thì các bạn bấm vào kết link.
bị lỗi rồi các bạn ơi. Simi y đây, các bạn bấm vào get link. Rồi ok, trả mình về trang chủ ha các bạn. Nó thì đã báo nó đã là thành công rồi nè, nó đã là thank you rồi nè. Rồi sau đó các bạn nhập địa chỉ ví của bạn vào đây. Rồi ok, sau khi nhập địa chỉ ví thành công thì các bạn là giải captcha của nó. Ở đây captcha này khá dài cho nên mình chuyển nó qua ha. Đây, cái này dễ coi hơn. Rồi sau khi giải captcha xong thì các bạn giải cái dãy số thứ tự của nó ha các bạn. Cộng trừ trừ ít trừ trừ ít 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 trừ ít trừ. Ok, các bạn đợi 3 giây ha. Rồi sau đó các bạn nhấn kết reward. Ok, nó đã báo trả cho mình là 0.34 dot giờ ví phao sách bay vậy hả các bạn. Rồi ok, để mình kiểm tra địa chỉ ví của mình hả các bạn. Rồi các bạn thấy ha, My Crypto Corner nè, nó trả cho mình là 0.34 dot nè giờ ví vào ngày 25 tháng 10 nè hả các bạn. Rồi ok, thì đó là trang web thứ tư mình muốn giới thiệu cho các bạn. À này, không thấy đường link referral hả các bạn. Để mình kiểm tra thử coi nó nằm ở đâu. À không thấy cái đường link giới thiệu các bạn. Không thấy đường link giới thiệu. Rồi ok, khi bạn tham chiến thì các bạn tìm hiểu thêm cái đường link giới thiệu nằm ở đâu các bạn. À ok, rồi thì đó là trang web thứ tư mình muốn giới thiệu cho các bạn. Tiếp theo là trang web thứ năm, đó là trang web Faucet.com. Thì trang web này á thì một ngày chúng ta claim được là 46 lần các bạn, và cứ sau 3 phút thì chúng ta claim một lần thì nó sẽ trả ngẫu nhiên cho chúng ta là từ 0.03 cho đến là 0.11 đó các bạn. Rồi ok, thì cách thức tham gia như thế nào thì các bạn nhập địa chỉ ví vào đây, thì các bạn vào Faucet Bay ha, sau đó các bạn là điền deposit. Rồi ok, sau đó các bạn là copy địa chỉ ví Dogecoin. Rồi sau đó các bạn dán vào đây. Ok, sau đó các bạn là xác minh tôi là con người nè. Rồi sau đó các bạn giải hát captcha của nó ha. Rồi ok, sau khi giải hát captcha xong thì các bạn điền dãy số hay thứ tự của nó ha. 3 7 4 8. Ok, các bạn đợi 10 giây các bạn. Rồi sau khi hết 10 giây thì các bạn nhấn get reward. Rồi ok, à ở đây chắc mình giải captcha sai các bạn, nó không thấy nó trả tiền ha. Để mình làm lại lần nữa ha các bạn, ba lần nó còn 7 nè. Ok, để anh làm lại lần nữa. Rồi 9 7 11 8. Đây là lịch sử nó trả tiền nè các bạn. Trả tiền cho người chơi nè. Rồi, ok. Nhấn reset reward. Cái hát captcha này mình thấy khó giải lắm các bạn. Lâu lâu với cái hình mà sai một cái hình thôi là nó trả về nguyên captcha cho chúng ta, mà có những cái captcha mà bắt ta giải hai lần luôn.
Rồi ok, các bạn thấy rất rõ là nó trả cho mình là 0,0341 nha các bạn. Giờ ví phao set bay nè ha. Rồi thì để mình kiểm tra địa chỉ ví của mình. Rồi ok, phao set dock nè các bạn, nó trả cho mình là 0,0341 nè các bạn. Vào ngày 25 tháng 10 nè ha. Rồi ok, thì cái đường link giới thiệu của bạn nằm ở đây. Bạn dùng đường link này mời bạn bè của bạn tham chiến á, thì bạn sẽ nhận ngay là 10% trên tổng số tiền họ kiếm được các bạn. Rồi thì mình vừa giới thiệu cho các bạn 5 trang web claim Dogecoin hoàn toàn miễn phí, và mỗi lần các bạn claim thì tiền về ví ngay lập tức, các bạn trả tiền rất là uy tín ha. Rồi thì link đăng ký tham gia 500 web này mình để phía dưới video ha các bạn. Nếu các bạn có thắc mắc gì hãy để lại comment bên dưới video ha. Rồi các bạn nhớ tham gia vào nhóm Telegram của mình để cập nhật các cái tình hình mới nhất cũng như kiến thức kiếm tiền MMO ha các bạn. Rồi video của mình kết thúc tại đây. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào tạm biệt các bạn.